Bạn đã muốn tìm Ark Free Fire, Ark Roblox thử vận may uy tín chất lượng? Ghé ngay realgi.net, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Rikaki Gaming. Chắc chắn là cái mà chúng ta đều đang chờ đợi nhất đấy, và chính là không có sự kiện gì cả. Vâng, cứ tưởng có sự kiện gì, hóa ra là méo sự kiện gì. Cứ tưởng hôm nay phải ra một cái gì đó ấy nhỉ. Vâng, hôm nay phải ra một cái gì đó nhưng cuối cùng nó không ra một cái gì cả. Ảo thật đấy. Ảo thật đấy, sao game không có tiếng? Ảo thật đấy. Rồi, game có tiếng rồi. Đấy, tưởng bị mất tiếng game thì hơi buồn. Ok, thì chúng ta đều biết rằng là bên gà rán họ đã có gửi cái súng level 7. Đó là M1014 huyết hỏa dành cho các streamer. Và cái khẩu này chúng ta có thể đặt tên cũng được. Khẩu này đây sẽ là khẩu đầu tiên mà chúng ta có thể đổi được cái tên của khẩu súng. Đấy, khẩu này nó sẽ có một cái tùy biến rất hay, tức là chúng ta có thể đổi được cái tên của khẩu súng. Ví dụ như là M1014 Rikaki chẳng hạn cũng được. Đấy, M14 Rikaki. Đấy, bố đời không? Ui, nó lại bố đời quá luôn. Bố đời chưa anh em? Đổi tên được luôn. Tên ký tự không hợp lệ. Ký tự không hợp lệ như nào? M104 Rikaki. Ơ kìa, xuất ký tự. Sao lại không hợp lệ? Sao lại không hợp lệ nhỉ? Đùa bố à? Chắc chắn là nó có một cái gì đấy. Hoặc là tính năng này có thể là do là mình đồ này mình đang là đồ thuê ấy. Đồ này của tôi đang là đồ 14 ngày thôi. Đây này. Tại vì bên Ghana bây giờ họ chỉ cho các streamer test trước thì là đồ 14 ngày thôi. Đấy, sau đấy thì bên Ghana họ sẽ thu lại. Còn ông nào mà ngoan thì họ sẽ cấp cho một cái khẩu nó cũng không phải level 8, level 7 đâu. Đấy, tức là cái này mình vẫn phải tự bỏ tiền ra mua. Đấy, anh em hiểu chưa? Đây, thì cái này khẩu này mới là 13 ngày 13 giờ thôi, chứ không phải là khẩu vĩnh viễn đâu. Đấy, khẩu vĩnh viễn thì không phải chết. Đấy, thì bây giờ là phải review cho anh em, mà phải review có tâm. Đấy, thì khẩu này bây giờ chúng ta đang ở level 8 rồi. Level 1 của chúng ta thì nó sẽ chỉ có vẻ ngoài mới tùy chỉnh tên. Tức là ngay từ level 1 chúng ta có thể tùy chỉnh tên. Cái này là cái gì? Cái này thì là số lần hạ địch, loại bỏ kẻ thù trong chế độ tử chiến và sinh tồn thường, và xếp hạng sẽ tích lũy vào số này. Tức là chúng ta giết được bao nhiêu người bằng cái chúng ta thịt được bao nhiêu người bằng cái chúng ta thịt được bao nhiêu người bằng cái khẩu này thì nó cũng sẽ hiển thị ở đây nhá. Đấy, đấy, nó chúng ta thịt được bao nhiêu người ở cái súng này thì nó cũng sẽ đưa vào trong này. Đấy, anh em thấy nó hợp lý như một quả bí chưa? Đấy, rất là hay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có đó là thuộc tính nâng cấp. Đấy, khi mà chúng ta nâng level 2 thì cái thuộc tính này nó sẽ nâng cấp dần lên. Đấy, và khẩu này sẽ là hai tốc độ bắn, một xuyên giáp. Nhưng mà tất nhiên là nó cũng sẽ có những cái trí trá của nó. Đấy, có những cái nó khá trí. Tiếp theo là thông báo hạ gục. Thông báo hạ gục thì đây, thông báo hạ gục thì nó sẽ đỏ đỏ như này. Thuộc tính nâng cấp thì sẽ giảm đi một cái tốc độ di chuyển. Nói chung là thời gian khẩu này thì giảm tốc độ di chuyển thì tôi không khoái lắm, nhưng mà tôi cũng được. Tiếp theo là level 3 thì chúng ta sẽ có một cái vẻ ngoài mới, và nó sẽ bắt đầu đếm cái bộ đếm số lần hạ gục. Tức là ví dụ như nếu mà các bạn mới mua từ level 1 đến level 2 nhá, mà chưa nâng cái level 3 thì chúng ta sẽ không có cái cục đấy đâu. Chúng ta sẽ không có cái cục mà đếm số lần hạ gục đấy đâu. Đấy, muốn có cái bộ đếm số lần hạ gục này thì chúng ta phải có đó là cái level 3. Tiếp theo level 4 thì chúng ta sẽ có hiệu ứng trúng đạn. Đấy, hiệu ứng trúng đạn thì trông nó cũng khá là hay. Đấy, tôi không biết cái hình này nó là hình gì. Đây, tôi hạ thấp cái cam tôi xuống dưới này cho anh em xem. Đấy, tôi không biết cái biểu tượng này nó là biểu tượng gì. Trông không giống bọ cạp lắm, trông như kiểu đầu rồng hay đầu rơi hay đầu gì đấy ấy. Không giống lắm. Tiếp theo là thuộc tính nâng cấp và thuộc tính tùy chỉnh. Đấy, cái thuộc tính tùy chỉnh này nó sẽ như nào? Thì cái này cũng là một cái tính năng khá hay. Đầu tiên là thuộc tính nâng cấp thì hai tốc độ bắn một xuyên giáp, thì đây nó sẽ đưa cái khẩu này thành khẩu M104 mạnh nhất trong Arena Free Fire trước đến nay. Tại vì là vừa tốc bắn vừa xuyên giáp thì gọi là bố các loại bố rồi. Đấy, bố các loại bố rồi. Tiếp theo ấy thì chúng ta sẽ có thuộc tính tùy chỉnh. Thì thuộc tính tùy chỉnh là gì? Chúng ta có thể biến cái khẩu này lấy thuộc tính của khẩu long tộc. À, hay chưa? Chúng ta có thể biến khẩu này thành khẩu long tộc, tức là hai tốc độ bắn một sát thương giảm một tốc độ thay đạn, hoặc là chúng ta chọn một trong hai cái skin này. Về kỹ năng chúng ta sẽ chọn một trong hai kỹ năng. Một là dùng kỹ năng của long tộc, hai là dùng kỹ năng của khẩu huyết hỏa này. Tức là kỹ năng khi mà số lượng đạn là 3 và 4 thì tốc độ nạp đạn sẽ nhanh lên. Đấy, anh em hay chưa?
Tức là ví dụ nhá, anh em mua khẩu huyết hỏa này, và nếu như anh em có sở hữu khẩu long tộc, chúng ta có thể đổi chỉ số qua khẩu long tộc, chứ không phải là khẩu này đổi được qua khẩu long tộc đâu nha. Ví dụ như anh em chưa mua khẩu long tộc thì hình như là sẽ không thể đổi chỉ số qua đây được. Đấy, cái này thì tôi chưa xác minh được chính xác 100%, nhưng cái này tôi sẽ test kỹ khi mà tôi tạo cái khẩu này ở trên một cái, tôi mua cái khẩu này ở trên một cái app khác. Nhưng mà ở đây tôi nghĩ rằng ấy là để mà có thể làm được điều này ấy, thì khi bạn sở hữu hai vũ khí nâng cấp cùng loại này, thuộc tính và kỹ năng của vũ khí nâng cấp này có thể chuyển đổi sang thuộc tính kỹ năng của vũ khí nâng cấp khác. Bạn chỉ có thể trang bị một thuộc tính hoặc một khả năng. Ví dụ như tôi thích là thêm sát thương bắn vỡ tường keo, nhưng tôi vẫn muốn giữ lại là tốc độ bắn nữ xuyên giáp, thì tôi sẽ có đổi qua, hiểu không? Nhưng mà các bạn phải có cả hai khẩu, các bạn vừa phải có khẩu long tộc, các bạn vừa phải có khẩu huyết hỏa, mà cả hai khẩu đều phải level bằng nhau đấy, thì chúng ta mới có thể đổi được kỹ năng qua. Đấy, cái này kiểu mặc dù mình cầm huyết hỏa nhưng mà thực tế là chỉ số mình là long tộc đấy, kiểu mình lừa ấy. Ví dụ có thằng nào mà nó rủ mình thằng Ri vào làm kèo solo không thì mình chơi luôn, hợp lý không anh em? Hợp lý một quả bí đấy. Thì cái này nó là như vậy, tức là các bạn nếu mà có sở hữu hai khẩu trở lên thì chúng ta có thể thay đổi được. Tiếp theo là đây là tiếng súng đấy, đây là tiếng súng nguyên bản này, tiếng súng đặc biệt này. Khẩu này bắn thì tiếng súng nguyên bản thì nó giống như là M04 bình thường, còn tiếng súng đặc biệt thì nó sẽ có tiếng pẹp pẹp, nó kiểu bắn nó bị phọt ra một cái chất gì đấy. Đấy, bắn nó phọt ra một cái chất gì đấy thì nó là như vậy. Thì cái thuộc tính tùy chỉnh này nó sẽ chỉ có trên khẩu ấy thôi. Ví dụ như là ở đây tôi có khẩu long tộc nhá, thì tôi cũng sẽ không có thuộc tính tùy chỉnh ở đây đâu. Đấy, khẩu long tộc thì nó vẫn như thế, nó Nguyễn Y Vân, chỉ có cái khẩu mới này thì nó mới có cái tính năng đấy. Đấy, cái này là cái hiệu ứng mạng cuối, thì tí tôi sẽ giải thích cái hiệu ứng mạng cuối cho anh em. Cái tiếp theo là hiệu ứng Q trông rất đẹp, bắn nó phát thì có con bọ cạp nó xoáy lên. Tiếp theo là hiệu ứng bắn này trông khá đẹp này. Hiệu ứng bắn này nó sẽ có vòng lửa, và tiếp theo là hiệu ứng vệt đạn. Khẩu này nó sẽ có những cái vệt đạn nó bắn ra phía đằng trước. Đấy, và bắn ra phía đằng trước, hợp lý không? Tiếp theo là vẻ ngoài mới này. Đấy, vẻ ngoài mới thì trông nó sẽ giống con bọ cạp hơn. Nhiều bạn bảo là tại sao giống bọ cạp thì ở đây nó có hai càng. Đấy, đây nó có hai càng. Tiếp theo khả năng của nó là khi số lượng đạn là 3 và 4 thì tốc độ nạp đạn thay lên nhanh lên, thì cái này nó sẽ dành cho mấy anh em. Nó sẽ dành cho mấy anh em mà sao ta? Mấy anh em mà nó sẽ dành cho mấy anh em mà theo kiểu là kiểu cứ bắn nó mấy phát xong rồi thay đạn đấy, bắn mấy phát xong thay đạn. Thì cái khẩu này nó dành cho những anh em mà thích cái kiểu như thế. Tiếp theo là khả năng tùy chỉnh. Đấy, khả năng tùy chỉnh thì đấy tôi cũng đã giải thích cho anh em rồi, thì nó vẫn như vậy thôi. Đấy, khả năng tùy chỉnh thì nó sẽ là cái tức là ví dụ nha, anh em lên level 6, tức là cái thuộc tính nâng cấp này thì cả hai khẩu đều phải level 4 này. Xong rồi cái mở khóa khả năng mà muốn đổi khả năng ấy thì cả hai khẩu long tộc và khẩu huyết hỏa đều phải level 6 thì mới có thể chuyển cái kỹ năng cho nhau được. Đấy, bằng một tốc độ thay đạn không nhỉ chú, bằng hơn đấy, tí nữa test trực tiếp cho mấy anh em xem. Tiếp theo là level 7, chúng ta có hành động độc quyền. Đấy, hành động độc quyền đẹp. Hành động độc quyền của con này rất đẹp luôn. Hành động độc quyền của con này phải nói rằng là đỉnh của chóp. Đấy, sờ. Ui dồi ôi, các bạn nhìn cái hiệu ứng ở dưới chân căng đét luôn. Nâng hết full khẩu này thì hết bao nhiêu á? Tôi nghĩ là ở mốc level 8 nó có thể tốn thêm khoảng 1 triệu nữa. Khoảng 3 triệu, 2, 3 triệu rưỡi. Nhưng mà giá thì chưa biết. Cái này phải đợi đến lúc nó bán ra thì mới biết giá được. Vẻ ngoài mới, và vẻ ngoài mới thì bình thường ở level 6 thì cái đuôi nó tĩnh, nhưng mà lên level 7 thì cái đuôi nó sẽ động. Đấy, cái đuôi nó sẽ động và thi thoảng cái đuôi nó sẽ chiếu đằng trước một tí. Đấy, cái đuôi nó đằng trước thi thoảng nó sẽ chiếu đằng trước một tí. Đấy, trông nó chất. Tiếp theo ở level 8 thì cái hiệu ứng mạng cuối này là gì? Là ví dụ như là nếu mà mình chơi chế độ sinh tồn ấy, mà mình chuẩn bị lên gọi là Buya, hoặc là mình chơi chế độ tử chiến mà mình bắn cái mạng cuối cùng để ăn Buya ấy, thì cái người cuối cùng của địch và bị chết bởi khẩu này ấy, nó sẽ có một con bọ cạp khổng lồ nhảy ở trước màn hình đập phát bẹp dí luôn. Đấy, thì cái này sẽ chính là thằng địch này. Đấy, thì cái này nó là một cái hiệu ứng rất là đặc biệt của cái khẩu này. Hiệu ứng gọi là hiệu ứng mạng cuối. Đây, bên Anna họ cũng có làm một cái thông tin. Đây, ví dụ hiệu ứng mạng cuối này. Thì còn lại thằng này thằng duy nhất cuối cùng này. Đấy, thì nó sẽ bị một con bọ cạp đập ra. Sau đó nó sẽ có cái hiệu ứng Buya. Anh em hiểu chưa? Đấy, bên Anna họ diễn tả luôn cái video cho chúng ta xem. Là nếu như mà chúng ta là người cuối cùng hạ gục được cái mạng mà lấy cái Buya, thì nó sẽ có một hiệu ứng này hiện ra trên toàn bản đồ. Trông đỉnh không? Đấy, đơn giản đấy thôi. À, đây hiệu ứng thay đạn này, hiệu ứng thay đạn rất là đẹp. Và muốn có cái âm thanh đặc biệt thì chúng ta phải nâng lên level 8.
Đó, đây, đây là hiệu ứng thay đạn đây, rất là đẹp luôn. Con khẩu này thì có mạnh hơn so với M1014 nâng cấp không ấy, thì so với M1014 long tập không ấy thì chắc chắn là mạnh hơn rồi. Đấy, chắc chắn là mạnh hơn rồi, tại vì là tốc độ thay đạn nó nhanh hơn. Tốc độ thay đạn nhanh hơn là làm bố rồi. Cái đấy thì cũng không cần phải test quá nhiều để cho chúng ta có thể hiểu được vấn đề đấy. Đấy, ok nhá, mình vào trong huấn luyện mình test cho anh em xem. Mới test mà giá chưa biết, chính xác. Test mà giá chưa biết đâu. Nhưng mà cá nhân tôi nghĩ là khẩu này sẽ không rẻ. Tôi nghĩ là khẩu này nó sẽ không rẻ đâu các bạn ạ. Ok con dê. Ok, mình là hơi bị phe đấy. Một số các bạn khác là các bạn ấy đã test luôn khẩu này từ hôm qua rồi. Đấy, nhưng mà bên Nga nào bảo là hôm nay mới được test, mới được đăng video test khẩu này, nên là tôi cũng tôn trọng bên Nga Na thì tôi cũng hôm nay tôi mới test. Đấy, ok, đây là chưa có chip nhá, chưa có chip này. Bắn khá nhanh. Ừ, tốc độ thay đạn này. Thay đạn nhanh lắm anh em ạ. Ví dụ bắn còn 3 hoặc 4 viên thay đạn. Thay đạn như ăn cắp luôn. Ngon. Nhưng mà phải căn chuẩn nhá. Khẩu này nó có 6 viên thôi. Phải căn chuẩn. Đấy. Nhanh lắm, hiệu ứng đẹp nữa. Hiệu ứng quá đẹp luôn. Hiệu ứng nó phải gọi là đỉnh của chóp, chọc của đính luôn anh em ạ. Ngon. Hiệu ứng này nó lại gọi là đỉnh của chóp. Khẩu này chắc chắn là mạnh hơn khẩu long tộc rồi, nên là cũng không cần phải test đam khẩu này với khẩu long tộc làm gì, vì khẩu này nó có xuyên giáp. Khẩu này nó có xuyên giáp, bắn nó rất đau. Đây, ví dụ như là quất con này lên giáp 4 mũ 3, giáp 3 mũ 3 đi, thông dụng đi. Bắn này, vẫn 19 đam. Đấy, 19 đam luôn. Ấm áp vô tình luôn. Ấm áp luôn anh ạ. Được, được thật sự. Mà đường đạn rất là đẹp nha. Bắn có đường đạn này. Bắn có đường đạn, thay súng, thay đạn có hiệu ứng. Đấy, xô. Đẹp vãi nồi. Trông rất là bố đời luôn. Trông rất là bo đoi. Rất là bo đoi luôn. À, ra đây xem có nạn nhân nào không. Cây súng nhìn hiệu ứng thay đạn lề mề quá. Nhanh mà. Nhanh mà. Trông thế thôi mà nhanh lắm. Nhanh lắm. Trông thế thôi. Khẩu này nó không bị giảm tốc độ thay đạn nào. Thay đạn rất là ghê luôn. Ui, bắn hết nước chấm anh em ạ. Bắn này. Bắn tốc độ bắn nhanh ạ. Ôi, nó gọi là hết nước chấm. À, nó gọi là hết tất cả các loại nước chấm luôn. Phê thật sự đó, phê thực xí đó. Đẹp, ôi đẹp. Cậu quay nhìn nó cá tính. Tôi không thích khẩu long tộc ở chỗ này, khẩu long tộc trông nó hơi bị xấu á. Cái đầu rồng nó hơi bị to. Thế ra khẩu long tộc nó làm kiểu thanh mảnh nó khoái hơn. Phê quá. Ui tuổi luôn. Vuốt tâm kéo đầu. Mà căn bản là màu khẩu 4 thay đạn nhanh là cảm vấn đề. Xôi bắn. Bắn hết nước chấm anh em ạ. Thay đạn, khẩu này thay đạn nhanh ăn chiến tranh rồi. Khẩu này thay đạn nhanh ăn chiến tranh rồi bạn. Ê hay quá. Khẩu này thay đạn nhanh ăn chiến tranh rồi. Chính xác là như vậy. Chiến tranh không có tuổi thay đạn khẩu ấy luôn. Thật ra thì khẩu này, tôi thấy là khẩu này là khẩu toàn diện nhất ấy. Khẩu này là khẩu kiểu ra để end game luôn đấy. Đẹp không? Quả hiệu ứng ấy. Quả mà cái hiệu ứng của nó cũng rất là lâu nhá. Cái hiệu ứng của khẩu này cũng rất là lâu luôn. Quá ghê độ bắn dê. Thay đạn rất nhanh luôn. Nếu mà những người mà chỉ bắn độ khoảng 2-3 viên ấy, thì thay đạn nó phải gọi là như ăn cắp luôn. Thay đạn nhanh thật sự. Dã man. Ui khẩu này im ba quá. Mua khẩu này xong thì không bao giờ cần phải mua thêm một khẩu màu khâu 4 nào nữa. Nhìn hiệu ứng rất là đẹp. Bắn lại có đường đạn nữa. Bắn có đường đạn này thì mình dễ phân biệt được vị trí hơn. Này quả hiệu ứng đẹp không ạ? Rất là lâu nhá. Nhìn quả hiệu ứng hạ gục nó quá cháy luôn ạ. Làm sao? Ui giời. Đau rồi. Bắn đau ấy. Bạn bắn tôi đau ấy. Bạn bắn tôi đau thế. Phê anh em ạ. Nói chung là chỉ có thể nói là quá phê đội bắn dê. Ui giời, quỳ hết và quỳ hết dưới chân. Mà cứ hai viên là nằm. Tại vì shotgun mà có xuyên giáp thì tôi nói thật với anh em là sức mạnh nó rất khủng khiếp.
Ui, M187 bắn không nhanh bằng mình luôn. Thằng kia nó bắn mình trước mà mình vẫn thịt được nó trước. Phê thật đó, phê thật đó. Sợ hơi mất cân bằng á? Làm gì mà mất cân bằng lắm, yên tâm, không mất cân bằng đâu. Không mất cân bằng đâu, yên tâm. Làm trận tử chiến thường, nó uy tín. Tự chọn huy hiệu free quà vĩnh viễn. Nhưng mà muốn test cái hiệu ứng mà kết liễu trận đấu là tương đối khó. Tại vì là cái hiệu ứng đấy mình phải là người mà hạ được cái mạng cuối cùng ở trong cái trận đấy cơ. Đấy, hạ được cái mạng cuối cùng trong cái trận đấy cơ. Nó lại khoai sọ anh em ạ. Nó lại khá khoai sọ, không phải đơn giản đâu. Mình phải là người hạ được cái mạng cuối cùng ở trong cái trận đấy thì mình mới có thể kích hoạt được cái hiệu ứng level 6, hiệu ứng level 8 của nó, nhầm. Kích hoạt được hiệu ứng level 8 của nó. Chất đi nước cất. Ok ạ. Đeo cái M104 à? Hadis. Hỏng rồi. À nhưng mà tí nữa có khi mua ở trong cái. Sao lại méo có M104 nhỉ? Vô lý. Game vô lý. Chẳng hay quit. Mà quit bây giờ quit game bị trừ nhiều lắm. Vãi, vào đúng cái trận không có M104 ạ. Chịu ấy. Vào đúng cái trận không có M104 thì chịu đấy. Bó tay chấm com luôn. Ôi dồi ôi, team mình bắn ai đuổi thế. Ui, đây này, thằng sau. Hỏng rồi, hỏng. Hỏng rồi, MHD Thư, đúng rồi, Thư hay quá Thư ơi. Thư hay quá, đúng rồi, Thư cứu tôi. Thư cứu. Kìa, nó vào, chặt nó. Ôi. Hắm rồi. Không phải là mua hòm các trao ra là M104 không? Hắm rồi, đen thế nhở, vào đúng trận đấy không có M104. Tệ hại thật đấy. Thôi dùng tạm MP5 phát. Tệ quá. Quá tệ. Tệ quá anh em ạ. Vào đúng trận đấy, không có M104. Chúng ta lại phải chờ để được test. lên thôi. Quẩy ló. Năng đang hồi. Sao ông bé tông kia tông thế. Đau sờ cao. Ui, gặp cao thủ đầu mưng mủ rồi. Kìa, sao lại AFK. Mày cứu tôi. Ở kia cứu. Đây này, nó bên này này. 2-1. Hay hay quá. Đấy, nó phải như thế chứ. Đồng đội phải như thế chứ. Đồng đội nó phải như thế chứ. Oh. Gacha. Mèo co. Cải. M104 rồi, hắm rồi. Hắm thật rồi. Chả hiểu sao đúng vào cái trận đấy không có M104. Nói chung bây giờ game này xuyên giáp làm bố nhá. Free Fire giờ xuyên giáp làm bố nên là nếu mà có xuyên giáp thì nó khác bọt ngay. À lúa đây. Con này bắn thường mới chơi cẩn thận hơn là bắn rank ạ. Vài trưởng. Mấy ông này bắn thường, bắn cẩn thận hơn là bắn rank, chịu ấy. Bắn thường cẩn thận hơn là bắn rank thì tôi chịu bạn rồi. Đâu nhỉ? Bắn thường cẩn thận hơn bắn rank thì tôi chịu các bạn rồi. Gì nó phải phải vừa phải phải chứ. Bắn thường bắn cẩn thận hơn là bắn rank thì chịu. Bắn thường bắn cẩn thận hơn là bắn rank chịu đấy.
Mình rất muốn kết liễu trận này cho nó nhanh. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đôi rồi. Chúng mày chết, đây rồi. Nhưng làm sao để nâng lên level 3 đây? Hỏng rồi. Mua ở đây thì nâng lên level 3 kiểu gì? À trời, tôi quên nó không lắp cái hành động vào nữa. Tôi quên không lắp cái hành động nữa. Đây rồi, đây rồi, đây rầu, đây rầu. Đây rồi, đôi giày. Mày chết, chúng mày chết, chúng mày chết. Ta sẽ phải dùng khẩu này, ta kết liễu để lấy được cái hiệu ứng. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đôi giày. Méo cái thằng nào cả? Ai ca hết rồi? À, trong nhà, trong nhà. Ui rồi, bắn nó phải gọi là tốc độ bàn thờ anh em ạ. Ui rồi, nó quá nhanh luôn á. Ui rồi ôi, ui rồi ôi, sợ chưa? Ui rồi, quả bộ cạp nó phải gọi là dã man. Dã man còn ngàn. Anh em thấy quả bộ cạp chưa? Sợ luôn. Sợ luôn. Thấy quả bộ cạp chưa? Ui, bố con lại bố luôn. Ghê vãi trưởng. Làm ngay được quả ủy thiệu ứng kinh nhỉ? Ngay là sao này, đáng tiền đấy. Sao này, đáng tiền đấy. Đáng đồng tiền bát gạo anh em ạ. Sơ mốc thôi. Phải sơ mốc chứ. Sao một ông tim mình hoảng rồi? Một cháu tim mình hoảng rồi. Úi dồi, tôi xong rồi. Báo rồi, báo rồi, báo rồi. Báo rồi, báo rồi, báo rồi. Báo rồi, báo rồi, báo rồi. Báo rồi, thế là mất M04 của tôi rồi. Báo rồi, tên ông team mình là lại báo rồi. Lại báo rồi. Báo rồi, báo rồi. Báo hẳn rồi. Khéo level 1 đắt lắm á. Không. Chịu rồi. Đúng cái trận đấy, không có M04 để mua sẵn. Khổ đấy, nhưng mà vẫn để thấy quả hiệu ứng đẹp. Công nhận quả hiệu ứng không thể nào mà chê vào đâu được. Team mình hơi báo báo đấy anh em ạ. Team mình hơi báo báo à. Đẹp. Kết liễu địch một phát ra ngay quả gọi là con bộ cạp to đùng. Mỗi tội là cái map này nó hơi, cái map tử chiến này nó hơi nhanh nên là đâm ra mình không nhìn thấy kịp. Ơ, thì mình bắn đang tươi này. Groza X đấy. Groza X đấy. Ơ, team địch chết hết rồi. Dễ nhỉ? Trận đấu dễ dàng à? Ây da. Game dễ thật sự. Từ tôi lắp cái hành động level 7 của phát ai. À hay ừ. Long tộc và chiến tranh không có tuổi rồi. Không thể có tuổi với cái khẩu ấy được. Khẩu ấy quá ghê. Mình cầm cái khẩu mà nó không có chip thì mình kiểu như là tôi mới chạm nhẹ vào người thằng địch đấy. Kiểu như là mình mới sờ tay phút mà nó thôi phát ấy. Lào chết luôn rồi. Đấy, ui hành động Scorpio rồi. Nhìn hành động này. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, xa màn. À, chế độ cử chiến. Quá ngon. À, level 8 có nội tại ẩn không á? Nội tại ẩn hay không thì mình chưa đoán chính xác được. Tại vì thật ra khẩu này tôi chưa nâng cấp. Và khẩu này nó cũng chưa chính thức ra mắt ấy. Từ giờ lúc đấy bên Nga nào cũng có thể điều chỉnh được. Thế nên anh em cứ... Tất nhiên là tôi sẽ làm một số cái test mà nó chi tiết hơn. Tôi làm số cái test nó chi tiết hơn.
Nội tại súng nâng cấp level 8 có bắn nhanh hơn level 7 không ấy? Tất nhiên là tôi sẽ làm để chiến thường. Mất thời gian thật sự. Tạo đấu thường. Tạo phòng. Số người chơi 6v6 đi. Nhưng mà vào các bạn đừng bắn tôi nhá. Vào các bạn bắn tôi là uổng đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nha. Password là 1, 2, 3, 4, 5, 6 nha. Chế độ triển tứ. Có làm sao để biết là có M1014? Tứ thông minh như thế nào đấy? Đâu? Làm sao để biết là có M1014 nhỉ? Tạo phòng đây, có M1014 đây. Tất cả. Đấy. Có M1014 luôn. Cửa hàng ngẫu nhiên. Ấn nâng cấp ở đây. Có tất cả mọi thứ luôn. Đấy, nâng cấp hết, đủ hết tất cả súng. Chó còn có luôn. Nhào vô. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vào đi anh em. Vào test tí khẩu này xong rồi chắc tiền mặc định sẽ 500 nhỉ. Mình phải để tiền mặc định nó nhiều hơn chứ. Máu 5 lít đi. Tiền mặc định 5. Tiền mặc định 5 nghìn đi. Phòng đã được tạo méo thay đổi được ạ. Phải. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6 anh em ơi. Tắt hết để M4 thôi. Có mỗi mấy người. Vào đi anh em. Sang phải đi anh em. Vào đi test súng. Nhưng mà anh em đừng bắn tôi nhá. Để tôi còn test súng. Anh em mà bắn tôi là méo test súng ở đâu. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6 anh em. Ai đi phòng to đùng ở trên màn hình đây còn gì nữa. Đừng bắn tôi nhá. Anh em đừng bắn tôi nhá. Để con test súng. Không, còn ai được không? Còn ai được không? Vào test súng rồi anh em. Vào test súng rồi anh em. Test hiệu ứng thôi. Vào test hiệu ứng thôi. Rồi. Trông là cũng đủ người rồi đấy. Ôi thế này, giờ này đông người thức phết nhỉ. Đấy. Giờ này người vẫn đông người thức này. 36 người này. Chắc là mấy anh em toàn xem một PC. Đấy. Đâu M104 đâu nhỉ. Đây 1.600 tiền. Ồ, thế đấy. Quên không chỉnh tiền. Bắn nhau đi. Bắn nhau tí lấy tiền anh em. Ơ kìa. Đừng bắn. Để chú được lấy tiền. Rồi diện tốt lắm. Nhưng các bạn đừng bắn nha, để tôi test súng. Các bạn đừng bắn để tôi test súng. Đừng bắn nha, đừng ai bắn để test súng nào. Đấy, đừng ai bắn để test súng nào. Không ai bắn để ra test súng trên từng người một ra. Ủi, cái thằng Phong K7 này sao cái tên ở mày nó có cái hình trông nó bậy thế nhỉ? Cái thằng này tên mày có cái hình trông nó bậy thế nhỉ? Phong K7 này. Đấy, ui giời, cháu này đưa tôi hẳn một khẩu M4 nữa, hai tay hai khẩu. À các bạn ơi, đi ra giữa nào, ra chỗ nào to to đẹp đẹp để mình test súng nào anh em ơi. Đấy, đi ra trung tâm test súng cho to đẹp nào. Đây rồi. Nào đứng đấy, đúng rồi, không bắn nhau nhá. Đấy, đúng rồi, đứng đấy đi. Nào, đứng đấy đi. Ôi sao thằng kia lại bắn cái gì đấy? Thằng kia bắn cái gì đấy? Ôi chết rồi. Hỏng rồi. Sao cháu này ngang bạc rồi. Cháu này ngang bạc rồi.
cháu này ngáng bạc này, một ST Zeno, cháu Zeno này ngáng bạc rồi nhá. Riêng cháu này là thế là không được, cháu này ngáng bạc thế là hỏng. Nào, test cậu này à. Ui, đẹp vãi nồi. Ơ kìa, cháu ấy ngáng bạc à. Cứu, hỏng rồi. Cháu ngáng bạc thật tệ. Ê, có cháu ngáng bạc này chịu rồi. Có cháu ngáng bạc này chịu rồi. Thịt luộc lên em ơi. Thịt luộc lên. Đùa. Đã tay hiệu ứng lại có cháu vào ngáng bạc. Ê, chịu với cháu. Chịu đấy. Đã kết quả hiệu ứng cuối thì cháu lại ngáng bạc. Đùa. Ê bây giờ. Chịu đấy. Đang test hiệu ứng cuối thì có ông ngáng bạc thì chịu. Hỏng. Thế là trừ điểm mấy cháu 1ST Zeno nhá. Cháu chơi thế, người ta đang test cái hiệu ứng bọ cạp cuối thì cháu lại ngáng bạc đấy, chết. Đẹp không? Quỳ hết. Kinh à. Đây. Khẩu này nó bắn quá nhanh luôn ấy. Khẩu này bắn nhanh dã man đấy. Đâu rồi? Đâu rồi? Còn một bạn ra đốt đấy bạn ơi. Đừng ai bắn nó nhá. Đây. Tay hiệu ứng này. Úi giời ơi. Ghê chưa. Ghê, ui nhìn quả hiệu ứng ghê thật sự ạ. Nhìn quả hiệu ứng nó phải gọi là hết nước chấm, chấm phát hết nước luôn. Nhìn quả hiệu ứng sợ thật đấy. Nhìn quả hiệu ứng thì thôi chứ. Được. Nói chung là thực ra hiệu ứng này cũng khá là khó để có thể kích hoạt được. Nhưng mà nhìn nó đẹp. Nhìn nó đẹp dã man con ngan ạ. Và đẹp dã man. À, đẹp dã man. Ui, bắn đúng một viên nằm luôn ạ. Khẩu này mạnh quá. Khẩu này mạnh quá anh em ạ. Tôi cảm giác khẩu này nó bị bá quá ấy. Mà nhất là cái khẩu này bây giờ nó lại có cả chip nữa. Thế đâm ra là cái mức độ sát thương của nó kiểu bắn đúng một viên nằm luôn, không kịp chăn trối bất kỳ điều gì. Đâu rồi, còn hai cháu cuối ra đây biểu diễn nào. Không kịp làm gì luôn. Khẩu này vào tay mấy ông game thủ highlight thì thôi đấy. Chịu hẳn luôn. Nào, đừng im nào, biểu diễn nào. Ở kia đứng. Thôi, đừng keo củng nữa cho đẹp. Đừng keo củng để quay nốt đoạn cuối cho đẹp nào. Đâu rồi? Cháu kẻ địch đâu rồi? Ở đây à? Đây nào, tránh ra. Lui ra tí các bạn ơi. Đừng lui ra tí. Ui giời ơi, con bọ cạp chụp ảnh đi. Đấy, nó rất là nhanh thôi. Được thật sự. Hiệu ứng đó tất cả mọi người đều nhìn thấy nha anh em nhá. Hiệu ứng đó tất cả mọi người đều nhìn thấy. Và đẹp phai cả nồi con cá hồi. Đây. Rồi, ok, chắc là muộn rồi. Cũng 1 giờ sáng rồi, chúng ta test đến đây thôi nhá. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Đẹp, quá đẹp, không bị chê vào đâu được. Tuyệt vời ở mặt trời. Tuyệt vời. Mua đi, giá bao nhiêu chưa biết. Mua đi. Đẹp quá. Đẹp dã man con ngà. Đấy, các bạn nên suy nghĩ về chuyện có nên bỏ tiền ra sở hữu khẩu này không. Nhưng mà công nhận là hiệu ứng nó kinh khủng đấy. Ok, cái này không biết bị lag máy không á. Không bị lag máy đâu. Tại vì là nó sẽ xuất hiện ở sau khi cái game kết thúc rồi.
Theo ứng đặt tên là Tao Dầu. Ok, bye bye. Nghỉ chim ơi.